Tại Bình Thuận vào sáng ngày 14 tháng 4 nhằm ngày 6 tháng 3 năm Giáp Thìn, gần 200 khóa sinh đã trở về tỉnh xá Ngọc Thiện, thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc, tham dự khóa tu một ngày an lạc do Ban Hoàng Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Hàm Thuận Bắc tổ chức, nhằm đánh thức hạt giống Phật và lan tỏa lối sống tỉnh thức đến Phật tử huyện nhà. Chứng minh khóa tu có Hòa Thượng Thích Giác Sơn, thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Thuận chứng minh ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Hàm Thuận Bắc đã quan lâm đạo tràng sách tấn tu sinh tu tập. Dịp này, Hòa Thượng nhấn mạnh ý nghĩa an lạc trong một ngày tu tập. Bên cạnh đó, Hòa Thượng cũng giải minh về bảy tài sản cao quý của người đệ tử Phật nhằm giúp tu sinh tăng thượng chánh kiến vào giáo pháp của Đức Phật, nhằm giúp tu sinh hiểu rõ về chữ Phật. Ban tổ chức đã cung thịnh đại đức thích giác hạnh, ủy viên ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Thuận. Chánh thư ký Ban Hoàng Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Thuận, trưởng Ban Hoàng Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam thị xã La Ghi, Quang lâm đạo tràng thuyết giảng đề tài Chữ Phật trong Phật Pháp. Đại đức giảng sư đã giảng nghĩa của Chữ Phật trong Phật Pháp và lộ trình tu tiến đến địa vị Phật quả. Chiều cùng ngày, đề tài Chữ Phật trong Phật Pháp tiếp tục được chư tôn đức trong Ban Hoàng Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Ban tổ chức khóa tu lý giải và giảng rộng, qua đó giúp các tu sinh hiểu biết sâu sắc về ý nghĩa của chữ Phật, Phật Thánh và áp dụng sự tỉnh thức vào đời sống thường nhật. Kết thúc khóa tu, Đại Đức Thích Nhuận Sanh, Ủy viên Thường trực Ban Hoàng Pháp với Hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Bình Thuận, Trưởng Ban Hoàng Pháp với Hội Phật Giáo Việt Nam, huyện Hàm Thuận Bắc, Trưởng Ban Tổ chức khóa tu đã gửi lời cảm niệm công đức đến Hội Phật tử tại Moscow, đã trợ duyên các chuyến xe đưa đón không đồng cho các tu sinh tham dự khóa tu. Bếp cơm từ thiện thường chiếu nhóm tu sinh thiện nguyện đã hỗ trợ giúp đỡ trong suốt thời gian tổ chức khóa tu. Dự kiến khóa tu một ngày an lạc tiếp theo sẽ được tổ chức vào ngày 19 tháng 5 năm 2023, nhằm ngày 12 tháng 4 giáp thịnh tại chùa An Lạc, văn phòng ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam, huyện Hàm Thuận Bắc, thôn Thắng Hòa, xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc.